Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình ICANN. Qua chương số 3 thì các bạn có lẽ đã phần nào đó nắm được cách lập trình Smart Contract cơ bản và cũng đã có một số những cái ứng dụng của các cái module chính quy của ngôn ngữ lập trình ICANN. Đến với chương này thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những kiểu và phương thức có sẵn cho các module chính quy của ngôn ngữ lập trình này. Thì đây là bài học đầu tiên của chương số 4 và bài học này thì sẽ là về nửa đầu của module Transaction. Trong module này thì sẽ chứa rất là nhiều cái phương thức và kiểu cần thiết để viết hợp đồng thông minh. Ok, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái project ICANN mới. ICANN New là chương 3. Ok, mình sẽ vào Visual Studio Code. Ok, ở đây thì đầu tiên thì mình sẽ phải build nó trước không? Thì đi vào trước, dùng lệnh ICANN check để nó có thể tải xuống các cái gói package. Đây là một số những cái gói package sau khi mà các bạn mà thực hiện lệnh ICANN check. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái module transaction này. Thì đầu tiên như bạn thấy đây là script context, thì script context đây chính là ngữ cảnh của giao dịch khi mà các bạn tạo ra, khi tạo UTXO chứa tất cả những gì liên quan đến giao dịch của các bạn. Script context thì sẽ bao gồm hai trường là trường purpose và trường transaction. Trường purpose thì sẽ chứa các cái mục đích của giao dịch và trường session thì sẽ chứa toàn bộ những cái thông tin của giao dịch đó. Ok, chúng ta cùng đi vào trường purpose trước. Thì script purpose đây là kiểu mà chứa các cái mục đích của giao dịch ở trong hệ sinh thái Cardano. Nó sẽ bao gồm 4 mục đích. Thứ nhất là min, thì option min này sẽ cho biết giao dịch hiện tại của bạn là đúc hay là đốt tài sản. Ở trong option min này thì sẽ chứa policy ID, ở đây chính là định danh cho đúc hoặc là đốt tài sản đó. Thứ hai là spend, option này đại diện cho mục đích tiêu thụ UTXO hay chính là giao dịch tiêu thụ. Bên trong option spend này thì sẽ chứa một tham số là output reference, đây chính là tham chiếu đầu ra của một giao dịch. Tham số này thì sẽ cung cấp các cái chi tiết về đầu ra cụ thể, ví dụ như là token được gửi đến địa chỉ nào hay là số lượng token đó và data của output đó chẳng hạn. Thứ ba là withdraw from, thì option này thì sẽ có tập lệnh chịu trách nhiệm xác thực việc rút phần thưởng từ tài khoản stake. Tham số stake credential để xác định địa chỉ phần thưởng đích, hay nói cách khác thì nó là địa chỉ stake cho mỗi ví. Và cuối cùng là publish, option này thì sẽ có tập lệnh tham gia vào việc xuất bản hoặc là xác thực các cái chứng chỉ. Chứng chỉ là một tập hợp các cái thông tin được sử dụng để xác minh tính xác thực của một thứ gì đó. Tham số certificate đại diện cho chứng chỉ đang được xử lý. Chứng chỉ này có thể là một chứng chỉ khai thác, chứng chỉ ủy quyền hoặc là bất kỳ loại chứng chỉ nào khác. Và phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy chính là transaction. Thì transaction đại diện cho một giao dịch của Cardano chứa tất cả các thông tin liên quan của giao dịch đó. Nó sẽ chứa các thông tin về đầu vào, đầu ra, phí giao dịch và các cái chi tiết liên quan của giao dịch. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một số những cái trường thông tin mà có trong transaction này. Thứ nhất là input. Thì input ở đây là một cái danh sách giá trị các cái input đại diện cho đầu vào giao dịch. Mỗi giá trị input thì sẽ chứa thông tin về UTXO đang được giao dịch tiêu thụ. Ở trong một cái input, để mình một chút mình sẽ tìm cái input cho các bạn ở đây. Ở trong input thì sẽ chứa output reference, đây là một cái tham chiếu đầu ra và nó sẽ xác định duy nhất đầu ra đang được đầu vào tiêu thụ. Và sẽ có thêm một trường là trường output, trường này thì sẽ là một giá trị output sẽ chứa toàn bộ dữ liệu liên quan đến đầu ra, bao gồm số lượng giá trị mà nó nắm giữ và tập lệnh kiểm soát cách nó có thể tiêu thụ. Tiếp theo là reference input, đây là một cái danh sách các cái input đại diện cho tham chiếu đầu vào. Tham chiếu đầu vào được sử dụng để ngăn chặn việc chi tiêu hai lần UTXO và để tham chiếu tài sản trong một giao dịch. Thứ ba là danh sách các cái output, thì nó đại diện cho đầu ra của giao dịch. Mỗi giá trị output thì sẽ chứa thông tin về một UTXO mới được tạo bởi giao dịch. Để ở đây mình sẽ tìm cái kiểu output cho các bạn. Đây, ở trong output thì nó cũng sẽ bao gồm 4 trường. Thứ nhất là trường address, thì trường này là một giá trị address được xác định địa chỉ Cardano sẽ nhận đầu ra. Địa chỉ Cardano này là một cái chuỗi ký tự duy nhất đại diện cho một thực thể có thể sở hữu tài sản trên Cardano. Tiếp theo là value, thì trường này là một giá trị value đại diện cho số lượng tài sản được chuyển đi ở trong đầu ra. Giá trị được biểu thị dưới dạng một số nguyên không âm
của Lovelace. Đây là một cái đơn vị tiền tệ gốc của Cardano. Thứ ba là trường Datum. Trường này là một giá trị Datum đại diện cho một cấu trúc dữ liệu tùy chọn được liên kết với lại đầu ra, tức là cái dữ liệu được gắn vào đầu ra ấy. Datum là các cái cặp hash của data và hàm băm Black 2B256. Trong đó thì hàm băm Black 2B256 là một mã băm có một tập lệnh cụ thể và data là dữ liệu được liên kết với tập lệnh đó. Datum thì thường được sử dụng để lưu trữ các thông tin bổ sung liên quan đến đầu ra, chẳng hạn như là mô tả về tài sản hoặc là xác thực thông tin chẳng hạn. Và cuối cùng là Reference Script. Trường này là một giá trị option, ở bên trong đó thì sẽ chứa hàm băm của script và Black 2B224 đại diện cho một tham chiếu tùy chọn đến một tập lệnh. Thì tham chiếu tập lệnh là mã băm của một tập lệnh cụ thể được sử dụng để xác định tập lệnh kiểm soát cách đầu ra có thể được chi tiêu. Nên nếu mà trường này có giá trị là năm thì đầu ra không có tham chiếu tập lệnh và sẽ không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào để được chi tiêu. Cái trường tiếp theo ở trong kiểu transaction đó chính là fee. Thì fee nó là một cái value đại diện cho phí giao dịch. Phí giao dịch được trả cho các cái thợ đào xác thực và thêm giao dịch vào blockchain. Trường thứ năm là trường min. Thì đây là một cái giá trị minted value đại diện cho cái tài sản mới được đúc, được bao gồm trong giao dịch. Trường này thì chỉ có mặt với các giao dịch đúc tài sản mới. Minted value thì ở trong này thì sẽ chứa inner. Lại mình một chút, mình sẽ thử tìm xem ở trong này có không. Trong này có vẻ như là không có rồi. Mình xem minted value import từ đâu ra, từ value này đây. Minted value thì sẽ có một cái trường inner. Trường này là một cái dictionary với chỉ mục là policy ID và giá trị là một cái dictionary khác có chỉ mục là asset name và giá trị là số lượng. Dictionary này bên ngoài thì sẽ cho các bạn ghi được lập chỉ mục bởi policy ID đại diện cho danh tính của danh sách đúc. Dictionary bên trong thì sẽ chứa các bản ghi được lập chỉ mục bởi asset name đại diện cho tên của tài sản được đúc. Giá trị của mỗi bản ghi nội bộ là một số nguyên đại diện cho số lượng tài sản được đúc. Quay lại với trường transaction thì tiếp theo ta sẽ có là đây là trường certificate. Thì trường certificate này thì nó là một cái danh sách cái giá trị certificate đại diện cho các cái chứng chỉ được bao gồm trong giao dịch. Chứng chỉ này thì được sử dụng để chứng minh các thuộc tính khác nhau về giao dịch, chẳng hạn như là danh tính của người gửi hoặc là quyền sở hữu tài sản. Thì tiếp theo là withdrawal. Ở trong trường này thì nó là một cái pair có tham số thứ nhất là stake credential và tham số thứ hai là có kiểu dữ liệu là integer. Nó đại diện cho một cái khoản rút tiền từ quỹ staking được bao gồm trong giao dịch. Rút tiền từ quỹ staking được sử dụng để loại bỏ phần thưởng từ các nhóm khai thác và phân phối đến những người tham gia nhóm khai thác đó. Trường thứ 8 đấy chính là validity range. Nên ở trong trường này sẽ có một giá trị validity range đại diện cho một khoảng thời gian hợp lệ của giao dịch. Phạm vi hợp lệ xác định khung thời gian trong đó giao dịch có thể được thêm vào blockchain. Trường thứ 9 ở đây là extra signatories. Thì ở trường này sẽ bao gồm một danh sách các giá trị băm của verification key với hàm băm Black 2B224. Hay nói khác thì đây chính là verification key hash và được hash bởi hàm băm Black 2B224. Nó đại diện cho các người ký bổ sung cho giao dịch. Người ký bổ sung được yêu cầu đối với một số loại giao dịch nhất định, chẳng hạn như là Mantisic chẳng hạn, tức là giao dịch có nhiều chữ ký ạ. Và trường tiếp theo là Redeemers. Đây là một cái dictionary với chỉ mục là script purpose và giá trị là redeemer. Nó đại diện cho người mở khóa giao dịch. Người mở khóa giao dịch là các cái tập lệnh chứa logic để chi tiêu đầu ra giao dịch. Ok, trường tiếp theo là datum. Nó một cái dictionary sẽ chứa chỉ mục là giá trị băm cùng với hàm băm black 2B224 và có giá trị là data. Nó đại diện cho các cái datum cho giao dịch. Datum nó là các cái cấu trúc dữ liệu tùy ý này có thể được liên kết với các cái đầu ra của giao dịch và người mở khóa. Nó là dữ liệu được đính kèm ở trong đầu ra ấy. Và cuối cùng là ID. Thì nó là một cái transaction ID đại diện cho một cái danh tính duy nhất của giao dịch. ID giao dịch là một hàm băm mật mã của dữ liệu giao dịch. Ok. Thì đây là buổi đầu tiên của module transaction. Ở những video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu phần còn lại của module này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.